Xin chào quý anh chị, ngày hôm nay em sẽ giới thiệu các anh chị hai căn nhà có diện tích ngang 4, dài 17, 1 trệt 1 lầu, có ngân hàng hỗ trợ 50%. Căn nhà này có diện tích ngang 4, dài 17, hướng đông, gần khu đô thị 5 sao quý chị, cách chợ Bình Chánh 2 cây. Đây là căn nhà vừa mới hoàn thành và được xây dựng cho bên em tự thiết kế và xây dựng quý chị nha. Hai căn nhà giống nhau và hai căn nhà này rất là đẹp, giá tiền cũng vừa phải. Và giá rất là ưu đãi trước Tết cho các anh chị nha, chỉ có hai căn thôi. Đây là mặt trước của căn nhà, rất đẹp luôn. Đây là đường Đinh Đức Thiện, đường sẽ dẫn vào nhà của chúng ta. Căn nhà của chúng ta thì cách khu đô thị 5 sao khoảng 500m và cách chợ Bình Chánh khoảng 2 cây. Con đường lớn này mình sẽ quẹo vô một con hẻm là mình sẽ tới căn nhà của chúng ta. Dân cư rất là đông đúc và rất gần trường học cũng như là chợ hay là Bách Hóa Xanh. Nhà của chúng ta cách đường lớn khoảng tầm 50m các anh chị nha. Đây là căn nhà của chúng ta. Đây là hai căn vừa mới được xây dựng. Rất là đẹp luôn, hai căn giống nhau các chị nha. Các anh chị nào mà có gia đình cần mua hai căn thì hãy liên hệ trực tiếp với bên em sớm nhất có thể nha. Đây là hai căn được thiết kế giống nhau luôn và có những cái tiểu cảnh bên em làm rất là đẹp cho các anh chị rồi. Đằng trước của mình có một cái cổng sắt rất là kiên cố các chị nha. Sân trước nhà của chúng ta là 3m ha. Và ở đây thì rất gần trường cấp 1, cấp 2 cũng như cấp 3 và cách khu đô thị 5 sao của chúng ta khoảng 500m. Cách chợ Bình Chánh khoảng 2 cây, nhà đã có sổ hồng riêng. Giá chúng ta trả trước là 850 triệu các chị ha. Đó, và còn lại chúng ta có thể hỗ trợ vay ngân hàng. Giá đầy đủ của căn nhà này là 1 tỷ 7 các anh chị nhé. Đó, ra đường chỉ khoảng tầm 50m là tới đường lớn này các anh chị. Rất là thuận tiện và dân cư xung quanh rất là đông rồi. Và đây là ngày cuối năm, chính vì thế thì em cũng ưu đãi cho các anh chị với giá rất là rẻ luôn. Và có sổ hồng riêng, có hỗ trợ vay ngân hàng. Căn nhà mặt trước rất là dễ thương các chị nha. Bên em có làm những cái tiểu cảnh cây cảnh cho các anh chị rất là đẹp rồi. Đó, hoàn toàn là tặng lại cho các anh chị luôn. Dân cư rất là đông nha các anh chị. Đó, đi ra đường lớn Đinh Đức Thiện chỉ khoảng tầm 50m thôi. Đây là cái sân của chúng ta này, sân 3m ha, và bên em cũng đã lắp gạch chống trơn trượt cho các anh chị. Ở đây thì bên em làm cửa nhôm sinh pha kính cường lực 4 cánh cho các anh chị. Đây, trên lầu 1 rất là dễ thương luôn các chị, ban công rất là dễ thương nha. Ngang 4m, dài 17m. Căn nhà của chúng ta có một phòng ngủ ở dưới và hai phòng ngủ bên trên, cộng với một cái phòng thờ ha. Và đây đằng trước này bên em cũng trồng cho những các anh chị những cái cây trúc này, rất là đẹp luôn. Căn nhà nhỏ tuy nhiên được đầu tư rất là kỹ các chị nha. Từ những cái cây cảnh như vậy bên em được lựa chọn rất là kỹ càng cho các anh chị luôn. Nói chung là các anh chị chỉ cần về đây và ở thôi. Cửa cổng là bằng sắt ha, và tiếp theo là cái cửa nhà phòng khách này là bằng kính cường lực và nhôm sinh pha. Ở dưới cầu thang thì bên em có làm một cái tiểu cảnh hòn non bộ cho các anh chị, khá là đẹp luôn. Nền nhà thì được lát bằng gạch giả gỗ, rất là đẹp các anh chị nha. Ở đây thì bên em làm cái lạp phong phòng mặt khách này, cộng với những cái đèn trang trí rất là đẹp luôn. Diện tích của căn nhà này là 4m, dài 17m, 1 trệt 1 lầu, hướng chính đông nha. Đây, căn này vào buổi sáng rất là đẹp luôn, ánh sáng chiếu vào nhà rất là tốt cho các anh chị luôn nha. Ngay dưới cầu thang thì bên em sẽ làm một cái tiểu cảnh là hòn non bộ cho các anh chị, rất là xinh tươi. Đó. Căn nhà này được đầu tư rất là kỹ nha. Và cái cầu thang thì bên em sẽ làm bằng kính cường lực và tay vịn là bằng gỗ luôn. Đây là tiểu cảnh dưới cầu thang này, khá là đẹp, được đầu tư rất là kỹ luôn. Và giá đầy đủ của căn nhà này là 1 tỷ 7 các anh chị, hỗ trợ 50%. Chúng ta chỉ cần trả trước là 850 là mình có thể sở hữu căn nhà này rồi, còn lại mình có thể vay mượn ngân hàng ha. Bên em sẽ làm thủ tục cho các anh chị vay luôn. Phòng khách cũng rất là dễ thương các chị nha. Và bên em chỉ còn lắp kính vào cầu thang nữa là đủ luôn các chị nha.
Ở dưới chân cầu thang này có một cái tiểu cảnh là hòn Non Bộ khá là đẹp. Và hiện tại thì có hai căn giống như vậy luôn các chị nha. Các anh chị mua sớm thì mình gia đình mình có thể sở hữu hai căn gần nhau, rất là thuận tiện. Về gia đình mình có thể họp mặt cũng như là sống gần nhau, rất là tình cảm luôn. Ngay sau cầu thang thì bên em sẽ làm cái bếp này cho các anh chị, có tủ bếp trên và tủ bếp dưới. Mặt bếp thì làm bằng đá hoa cương các chị ha. Đặc biệt ở dưới tầng trệt này bên em cũng làm sẵn cho các anh chị một cái phòng ngủ luôn. Phòng ngủ này thì rất là thích hợp cho người lớn tuổi. Ở trên cái bếp này thì bên em có gắn một cái quạt trần để cho cái bếp nó thông thoáng và giúp cho chúng ta có không khí mát mẻ. Được đầu tư khá là kỹ lưỡng và giá của căn nhà này chỉ là 1,7 tỷ, cách chợ Bình Chánh khoảng 2 cây, rất gần khu đô thị Nam Sao. Ở đây thì rất nhiều tiện ích các anh chị nha, trường học này, chợ và Bách Hóa Xanh đều rất là gần. Tất cả các cửa phòng ở đây thì bên em làm bằng cái cửa gỗ này, khá là kín cũng như là bền cho các anh chị. Đây là phòng ngủ ở bên dưới. Và phòng ngủ này thì thích hợp cho người lớn tuổi ở. Nó rất là rộng luôn, ngang khoảng 2,5 m và dài khoảng 3 m. Tiếp theo sau thì là một cái giếng trời đằng sau này. Đằng sau thì bên em có cái giếng trời lavabo này, tiện cho các anh chị rửa tay này. Và đằng sau này có một nhà vệ sinh này, rất là tiện lợi cho những anh chị tiếp khách. Nhà vệ sinh này được lát gạch từ dưới lên trên luôn. Đó, rất là đẹp luôn các chị nha. Mình có đầy đủ các thiết bị vệ sinh như là vòi tắm hoa sen, bồn vệ sinh. Ở đây là cái khoảng không giếng trời, mình về mình có thể làm thêm những cái song sắt bảo vệ cho chúng ta. Căn nhà nhìn rất là thoáng và rất là hiện đại. Giá 1,7 tỷ thì rất là vừa túi tiền các chị nha. Chỉ cần 850 triệu là mình có thể sở hữu được rồi. Mình có thể vay mượn thêm ngân hàng, thì cái thủ tục ngân hàng bên em sẽ hỗ trợ cho các anh chị vay. Ở nhà rất đẹp luôn các chị nha. Hai bên cầu thang này bên em sẽ làm cho các anh chị là kính cường lực, và tay vịn là sẽ làm bằng gỗ cho các anh chị luôn. Ở view rất là đẹp luôn các chị nha. Nhà rất nhỏ nhỏ xinh xinh và có sổ hồng riêng cho các anh chị luôn. Một cái căn nhà rất là hiếm có gần khu đô thị Năm Sao. Giá đầy đủ là 1,7 tỷ và chỉ cần trả trước chúng ta là 850 triệu, còn lại mình vay ngân hàng. Đây là cái không gian mình có thể làm phòng thờ các anh chị. Đó, không gian khá là rộng ngay chỗ cầu thang này. Căn nhà nhỏ và có 3 phòng. 3 phòng ngủ và một phòng thờ. Đó, tổng cộng là 4 phòng. Nhà vệ sinh này kế bên này chúng ta có thể sử dụng cho hai phòng ở trên này. Đó, nhà vệ sinh này giống như nhà vệ sinh bên dưới luôn, được lát gạch rất là sạch sẽ từ dưới lên trên. Căn nhà của chúng ta thuộc hướng chính đông các chị nha. Những anh chị nào thích hướng đông đây, mặt trời sẽ chiếu vào vào buổi sáng, rất là đẹp luôn. Đây là căn phòng ngủ thứ hai của căn nhà. Ban công của chúng ta là 1 m. Đây, ban công 1 m. Và ở đây thì bên em làm những cái tiểu cảnh, cây cảnh này cho các anh chị sẵn này. Mình có thể về mình thích loại hoa nào thì mình có thể treo lên đây. Hoa lan, hoa huệ hay gì đó. Đó, rất là đẹp luôn. Và hai căn giống nhau như đúc luôn. Các anh chị lựa chọn căn nào, hoặc là mình muốn gia đình mình cùng mỗi người một căn thì mình có thể sở hữu sớm ngay, liên hệ ngay để mình được mua nha. Đó, ở trên này mình nhìn những cái cây trúc, cây cảnh này rất là đẹp luôn. Dân cư xung quanh rất là đông đúc các anh chị. Giá đầy đủ của căn nhà này chỉ là 1,7 tỷ và mình có thể vay ngân hàng 50%. Đó, giá rất là ưu đãi đấy các chị. Một cái căn nhà có diện tích ngang 4, dài 17, hướng đông.
3 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 phòng khách, nhà bếp, 2 nhà vệ sinh. Dân cư thì rất là đông đúc, cách đường lớn khoảng 50m và rất gần khu đô thị 5 sao. Ra chợ Bình Chánh khoảng 2 cây thôi các anh chị. Trường học thì rất là gần, đi bộ cũng tới trường luôn các anh chị. Trường cấp 1, cấp 2 đều đầy đủ ở đây. Chúng ta vừa tham quan phòng ngủ và tiếp theo thì là cái phòng ngủ thứ hai của căn nhà. Ở đây tất cả các cái cửa của phòng ngủ bên em đều làm bằng cửa gỗ. Và ở dưới sàn thì bên em lót gạch giả gỗ rất là đẹp cho các anh chị luôn. Nhìn nhà rất là sang trọng luôn. Và em nhắc lại căn nhà này là có diện tích ngang 4, dài 17m, một trệt một lầu. Ở dưới đất mình có một phòng ngủ ha. Và ở trên mình có thêm 2 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 2 nhà vệ sinh. Và hướng chính của căn nhà là hướng đông. Pháp lý thì mình đã có sổ hồng riêng và có hỗ trợ vay ngân hàng. Giá đầy đủ của căn nhà này là 1.7 tỷ. Trong đó mình chỉ cần trả trước là 850 triệu. Nếu các anh chị cần hỗ trợ vay ngân hàng thì mình có thể mua căn nhà này với giá là 850 triệu và mình vay phần còn lại. Và tới đây em xin kết thúc review căn nhà. Cuối năm này thì qua năm mới em chúc các anh chị xem kênh của em được nhiều sức khỏe, sự bình an và làm ăn tấn tài tấn lộc anh chị ha. Hãy nhớ đăng ký kênh để mình theo dõi những cái bất động sản, những cái thông tin trung thực nhất từ kênh này. Bên em thì luôn luôn nói cho các anh chị giá đầy đủ của căn nhà, đỡ mất thời gian của các anh chị. Và rất nhiều kênh người ta nói không đúng giá thì các anh chị hãy ủng hộ em bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người nha. Và các anh chị chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và nhớ vào kênh của em xem nhiều những cái video khác. Bên em có rất là nhiều nhà, nhiều giá cho các anh chị lựa chọn. Chúc các anh chị sang năm mới thật nhiều sức khỏe các anh chị nha. Xin chào và hẹn gặp lại.